Theo cập nhật, tính đến 17 giờ ngày hôm nay 29 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 22 trường hợp nghi nhiễm mới trong cộng đồng liên quan đến Hội Thánh Chuyển giáo Phục Hưng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, 22 trường hợp nghi nhiễm đều liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, trong đó có 18 người đã được truy vết và cách ly từ trước và 4 trường hợp có triệu chứng bệnh đến bệnh viện khai báo. Hiện ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn cấp triển khai lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần ca nghi nhiễm, khoanh vùng và phong tỏa các khu vực liên quan. HCDC khuyến cáo những người liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng cần chủ động liên hệ khai báo y tế, đồng thời người dân xung quanh khu vực phong tỏa không ra khỏi nhà, đeo khẩu trang và thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế.